Và khi còn trẻ chúng ta không cần họ thì khi về già chúng ta hãy nhìn xa hơn, đúng không? Đấy, chúng ta không kiểm soát, đúng không? Đừng có kiểm soát về thời gian, kiểm soát về mối quan hệ, kiểm soát điện thoại, kiểm soát email, mạng xã hội, vân vân. Vì làm sao? Vì đây là quyền riêng tư được pháp luật thừa nhận. Chúng ta hãy tôn trọng và chúng ta hãy tìm cách là nói cho đối tác biết rằng là ok, đừng làm gì mà vi phạm. Và tôi không kiểm tra cái của anh, của chị đâu, của em đâu, đúng không? À, cái từ đối tác ở đây tôi để trong ngoặc kép, tức là người vợ hoặc người chồng của mình, là bạn trai hoặc bạn gái của mình, đúng không? Thì cái đối tác ở đây tức là gì? Mình phải tôn trọng. À, vì đây là quyền được pháp luật thừa nhận, chúng ta không được phép kiểm soát, ok? Nhưng chúng ta phải phát đi thông điệp là tôi quan tâm đến điều đó đấy, tôi quan tâm đấy, ok, được chưa ạ? Vâng. Chúng ta phải tôn trọng, phải tin tưởng lẫn nhau. Người phụ nữ thì phải luôn luôn biết cảm ơn người đàn ông của mình, bởi vì anh ta rất vất vả đi ra ngoài kiếm tiền, thậm chí nhậu nhẹt say xỉn để có thể có thu nhập. Và ngược lại, người đàn ông cũng phải biết rằng là có người phụ nữ ở nhà nấu cơm, chăm con, đúng không ạ, giặt giũ quần áo cho mình, thì mình mới yên tâm đi ra ngoài làm ăn được. Hai bên là phải hiểu cái vai trò của nhau, phải đặt mình vào nhau. Tất nhiên tôi không nói rằng là lấy cái việc đó ra để làm cái gánh nặng, để nói rằng là tôi ở nhà cũng vất vả lắm, anh đi làm cũng vất vả lắm, và chúng ta cãi vã nhau, mà chúng ta hãy đặt mình vào cái địa vị và vai trò của người kia. Nếu như bây giờ mình phải đi làm kiếm tiền thì mình thấy thế nào, và ngược lại, nếu như bây giờ mình phải ở nhà mình làm việc việc nhà thì mình thấy thế nào. Tôi biết rằng rất nhiều người đàn ông Việt Nam coi khinh cái việc làm việc nhà có cái gì mà đẻ, có cái gì mà không đẻ được, người ta đẻ đầy đấy, làm việc nhà người ta làm đầy đấy thôi, cho con ăn cho con học mà không làm được thì làm cái gì. Rồi đến khi mà ly hôn, đúng không, ở nhà chăm con mới thấy vất vả quá, bởi vì mỗi một công việc nó đều có cái vất vả riêng, và điều quan trọng là chúng ta phải dành cái tình yêu, dành cái trái tim và dành cái trí tuệ của chúng ta cho cái công việc đó, thì cái công việc đó mới tốt đẹp. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Chứ không phải là tôi làm công trình, hay là tôi làm giáo sư tiến sĩ, tôi là bác sĩ, tôi mổ cho bệnh nhân tôi mới là quan trọng. Chứ còn việc ở nhà, ba cái việc cho con ăn, cho con đi uống thuốc, đi nhà trẻ là không quan trọng. Vì thế chúng ta thường là có những khoảng cách rất xa nhau ở trong suy nghĩ, và đấy là nguyên nhân dẫn tới tình cảm gia đình trở nên không ấm cúng, không hạnh phúc, không happy, và thậm chí dẫn đến việc ly hôn, cãi vã ly hôn, đúng không ạ? Cho nên là gì? Tin tưởng nhau, tôn trọng nhau và nói những cái lời biết ơn với nhau. Ở nhà viết tới thường bắt con của mình hàng tuần là phải kể ra được là phải cảm ơn ba mẹ đã làm gì cho con, tại sao con được đến trường, tại sao con được đi học, tại sao con lại có quần áo để mặc. Đấy là cách để cho con hiểu rằng là không phải tự dưng mà có. Đấy, và con phải thể hiện lòng biết ơn. Tương tự như thế, người vợ yêu cầu người chồng của mình phải hiểu điều đó. Ngược lại, người chồng phải yêu cầu người vợ của mình hiểu điều đó. Và bản thân từng người cũng phải tự hiểu điều đó. Tôi hiểu rằng cô ấy đã hy sinh rất nhiều, và ngược lại là tôi muốn cô ấy hiểu rằng tôi cũng hy sinh rất nhiều, và chính vì như vậy chúng tôi sẽ thấu hiểu, sẽ tôn trọng, sẽ yêu thương nhau. Tôn trọng là một thứ cũng rất là dễ làm, nhưng mà không khó, không phải là dễ làm cho lắm đâu, bởi vì đôi khi chúng ta coi thường những việc đó, đúng không ạ? Ví dụ như hỏi ý kiến anh, cái này anh làm cái này có được không, anh làm cái kia được không, và chúng ta tôn trọng sự khác biệt, đúng không? Bởi vì người Việt Nam chúng ta thì thấy rằng là thường thì phụ nữ sẽ ít được quan trọng trong những cái việc ra quyết định, chúng ta phải thừa nhận như vậy. Thậm chí là gì? Cô im đi, cô không biết gì cả. Ừ. Cô biết cái gì mà cô có nói vào đây, đúng không ạ? Đây không phải việc của cô. Những cái kiểu như thế chúng ta thấy rằng rất là thường xuyên xảy ra, và như vậy đó là cái cũng có thể là một trong những cái cách khiến cho cái cuộc sống nó trở nên ngột ngạt nặng nề hơn. Mỹ Tây cho rằng là điều đấy không dẫn đến ly hôn đâu, không dẫn đến xung đột đâu, nhưng mà nó làm cho cuộc sống nó ngột ngạt, đúng không ạ? Mình có thể làm gì?
hãy lắng nghe đối tác của mình, còn nghe xong rồi mình có làm theo hay không thì đấy là việc của mình. Ok đấy, thế thì cái hâm nóng tình cảm là như vậy, đúng không? Tiếp tục, lời khuyên thứ tư của Mr. X là gì? Chúng ta phải cho đi, cho đi, à, cho đi rồi mới nhận lại. À, mình chưa hy sinh, mình cứ đòi làm gì? Tại sao đối tác của mình không yêu thương mình, không chiều chuộng mình? Bởi vì mình cũng đã cho đi đâu. Mình ích kỷ lắm, mình chỉ có nhận thôi, mình chỉ có nhận thôi. Thế thì làm sao mà chúng ta có được cái cuộc sống hạnh phúc, có được cái tình yêu thăng hoa bây giờ? Chúng ta hãy cho đi, đúng không ạ? À, người đàn ông của mình đi ra ngoài thì người phụ nữ phải làm gì? Phải làm cho anh ta cảm thấy sang trọng, làm cho anh ta cảm thấy tự hào, đúng không ạ? Quần áo phải là lượt, phải chăm làm cho anh ta chứ, đúng không ạ? Nhưng mà mình không chịu, mình không chịu. Cơm nước cũng thế, rồi thì chăm sóc con cái cũng thế. Chúng ta không cho đi, không cho đi mà chúng ta lúc nào cũng ích kỷ, cũng sợ mất, thì điều đó cũng là cái rất là đáng lưu ý để hâm nóng tình cảm, để làm cho tình cảm ngày càng phát triển tốt hơn, bền chặt hơn, đúng không ạ? Thấu hiểu hơn, đúng không? Đấy, chúng ta tìm những cái sở thích chung để chúng ta làm cùng với nhau. Con người mà, kể cả vợ chồng thì cũng có những sở thích chung và cũng có những sở thích riêng. Thì chúng ta tìm những sở thích chung, ví dụ như là thích đi du lịch, thích thời trang, thích ăn ngon mặc đẹp, đúng không? Đấy, rồi thì thích khám phá cái này cái kia, thích xem phim, thì chúng ta hãy tìm những cái sở thích chung như vậy. Chúng ta lên lịch hàng tuần hoặc hàng tháng để chúng ta có thể thực hiện nó. Chúng ta phải có cái ngân sách cho cái việc đó, được chưa? Thế còn đối với sở thích riêng thì chúng ta phải thảo luận với nhau và thống nhất rằng là có một số sở thích riêng thì chúng ta cần tôn trọng. Và tất nhiên những sở thích này phải là những sở thích lành mạnh, chứ không phải là những sở thích mà rất là quái dị hay là vi phạm pháp luật. Ví dụ như là người đàn ông phần lớn là gì? Thích cờ bạc, thích lô đề, đấy là việc riêng của tôi. Không, bởi vì cờ bạc lô đề sẽ dẫn tới tình trạng là suy kiệt về tài chính, sẽ dẫn tới tình trạng cãi vã, nợ nần, và sẽ dẫn tới tình trạng là con cái sẽ hư hỏng. Tất nhiên không phải tất cả, đúng không? Luôn luôn nói rằng là không phải, nhưng cái sở thích đấy không thể nào mà cứ tôi tôn trọng anh tôn trọng tôi được. Nhà có một người phụ nữ cờ bạc đánh hết này đến kia mà chồng vẫn yêu thương thì tôi thấy rằng tương đối là đáng sợ. Và ngược lại, nhà có một người đàn ông mà cờ bạc lô đề bóng bánh tất cả như thế mà người phụ nữ vẫn yêu thương, vẫn cho rằng là đấy là một đức tính tốt, thì tôi nghĩ cũng rất là đáng lo lắng. Bởi vì khi mà cái ranh giới giữa cái thú vui chơi cho nó vui với lại cái việc mà chúng ta vỡ nợ, chúng ta đẩy gia đình vào cái tình thế nguy hiểm, nó cũng mong manh nha. Tôi xin nói thêm một ý ở đây là tôi không lên án bất kể một cái sở thích nào của các anh chị, được chưa ạ? Tôi không lên án. Mr. X tôn trọng sự khác biệt. Mr. X chỉ muốn chỉ ra một điều là chúng ta tìm những sở thích chung tích cực, chúng ta vun vén, chúng ta làm cùng nhau, và chúng ta tôn trọng những sở thích riêng tích cực, cho nhau cái không gian riêng. Nhưng một số sở thích riêng mà ảnh hưởng đến gia đình, đến pháp luật, thì chúng ta nên xem xét về điều đó, đúng không ạ? Đấy, bởi vì cái ranh giới cho cái việc này nó rất mong manh, đôi khi nó cũng có thể là làm cho gia đình rơi vào những cái tình thế ví dụ như nợ nần, rồi thì nguy hiểm. Đấy, thì tôi nói ví dụ như vậy. Và chẳng hạn Mít Tết thích chơi xe phân khối lớn, đây là một sở thích riêng. Thế nhưng mà cũng phải nói thật là sở thích này ngoài chuyện tốn tiền ra thì nó cũng tương đối là lành mạnh. Đấy, nó cũng tương đối lành mạnh, nhưng mà nó tốn tiền, mình cứ đổi xe thì cứ mỗi lần đổi lỗ thêm vài chục triệu, cả trăm triệu, tùy vào cái từng cái đời xe. Tôi nói thí dụ như vậy. Thế nhưng bây giờ mà Mr. X mà có sở thích mà ngày chơi cá độ bóng đá, đánh lô đề vài triệu một con, thì lại tôi nói thí dụ như thế, thì cái sở thích này có thể thời thanh niên, có thể là lúc mới cũng có thể là chấp nhận được, nhưng mà nếu mà cứ liên tục như vậy mà khiến cho là mà gia đình lại không có tiền, con cái không được học trường tốt, không có khả năng chi trả nợ nần, thì tôi nghĩ rằng một trong hai người hoặc cả hai người chúng ta phải xem xét lại. Tôi nghĩ đấy là điều không nên nha. Tôi cũng không dám nói rằng là như thế là đúng hay sai, tôi chỉ nói rằng như thế là không nên đó. Mít tới có một cái lời khuyên với các anh chị như vậy.
Bởi vì những việc này nó làm cho tình cảm của chúng ta rạn nứt và đi xuống rất nhiều. Đấy. Một cái lời khuyên nữa mà các chuyên gia cũng thường hay khuyên, đấy là chúng ta phải biết chia sẻ việc nhà. Và đặc biệt là người phụ nữ phải khôn khéo đưa người đàn ông của mình vào trong công việc. Thường ở Việt Nam, cái làm việc nhà đấy chính là cái công việc mà người phụ nữ thường tự nhận, và người đàn ông cũng thường cho rằng là đấy là của cô, tôi đi kiếm tiền mệt mỏi rồi. Thế nhưng mà những người phụ nữ hiện đại người ta nói thế này: tôi cũng đi kiếm tiền, đúng không ạ, tôi cũng kiếm bằng anh, thậm chí tôi còn kiếm nhiều hơn anh, tại sao cơm nước con cái lại là việc của tôi, tiền tôi cũng chia đều cơ mà, thậm chí tôi còn chia nhiều hơn cơ mà. À thế thì mỗi một cái quan điểm như vậy đều có cái đúng và cái sai riêng nhá. Mới tới cho rằng là như này, chúng ta cần phải hài hòa. À, nhiều với người này nhưng có thể là ít với người khác, ít với người này nhưng có thể nhiều với người khác. Chúng ta phải hài hòa, chúng ta phải đặt ra mục tiêu là gì? Thứ nhất là người đàn ông phải thấu hiểu rằng là phải chia sẻ với việc nhà với vợ. Nếu người đàn ông không biết làm việc này thì người phụ nữ phải dạy anh ta. Dạy anh ta bằng cách, đúng không ạ? Giống như là cho quà, anh làm giúp em việc này nhé. À, anh làm giúp em việc này nhé, à, sau thì em sẽ có thưởng, đúng không ạ? Đấy, đấy là tôi nói vui, tôi nói vui là như vậy, chứ không phải là chồng đi làm về ngồi xem tivi chơi game, vợ chửi lên, không biết làm thế này không biết làm thế kia, đổ hết lên đầu tôi, thế là thằng chồng nó đùng 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 nó đi ra ngoài, nó lại xách xe nó đi nhậu, thế là thôi xong, vụ việc nó càng ngày càng tan nát. Mà chúng ta đang muốn xây dựng tình cảm tốt đẹp hơn, chúng ta đang muốn hâm nóng, thì người chồng nếu như người ta tự biết nhận thức, người ta có thể sẽ làm gì ạ? À, sẽ tự biết chia sẻ việc nhà, cắm hộ vợ nồi cơm, nhặt hộ vợ cái rau, rửa bát mấy cái, rồi thì đi đón con hộ vợ, đúng không ạ? Tắm rửa cho con hộ vợ, giả sử như thế. Thì có những người đàn ông như vậy không? Xin thưa rất nhiều, rất nhiều. Nhưng cũng có những người đàn ông không làm việc, cho rằng đấy là việc của phụ nữ, rất cũng rất nhiều. Các anh chị hiểu ý tôi chưa? Thế nên là gì? Đấy, chúng ta phải, thứ nhất là người phụ nữ phải chủ động công việc, sắp xếp quán xuyến việc đó một cách khéo léo. Thứ hai là từ từ nói, hướng dẫn và đưa người đàn ông của mình vào trong công việc này. Đấy, đúng không ạ? Phân công nhiệm vụ rõ ràng, có thời gian biểu, lịch biểu. Và ví dụ anh đưa con đi buổi sáng, tôi sẽ đưa con đi buổi chiều. Tương tự như thế, anh đưa thứ nhất, tôi đưa thứ hai, vân vân. Chúng ta chia sẻ việc nhà với nhau. Bởi vì người ta nói rồi, chia sẻ việc nhà chính là cách hâm nóng tình cảm tốt nhất, cũng là cách làm cho cái tình yêu và tình dục trở nên thăng hoa hơn. Và chi tiết hơn về phần sau thì tôi sẽ nói thêm. Mr. X xin phép được trao đổi và hướng dẫn các anh chị và các bạn cái cách mà chúng ta hâm nóng tình cảm trong cuộc sống gia đình, cuộc sống hôn nhân giữa vợ và chồng. Thì tôi cũng không thể bao quát được hết các vấn đề, nhưng có một vài cái lời khuyên như vậy để giúp các anh chị và các bạn hiểu được hơn. Vâng, cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào trong bài học tiếp theo.